Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shopacre24giờ.com. Tôi Ubo xin chào 500 anh em. Tôi Cường Seven chào 500 anh em. Tôi Khoa Vật Vã chào 500 anh em. Ôi sao bạn đổi tên Vật Vã ấy? Tại vì hôm nay tôi thấy bạn bảo làm lồi lõi mang cây khổng lồ, tôi thèm quá nên Vật Vã. À ok các bạn ạ, như bạn Khoa đã nói và cũng như tiêu đề mình đã đề thì hôm nay như mình sẽ làm một lồi lẩu ếch mang cây khổng lồ các bạn ạ. Kia mình đã chuẩn bị nguyên liệu là 5kg ếch này, những nguyên liệu để có thể làm được cái lồi lẩu ếch mang cây khổng lồ đó. Bởi vì những lồi lẩu trước các bạn ủng hộ rất là nhiều nên mình sẽ làm, nên là và mình cũng có đọc được một số yêu cầu các bạn là làm lồi lẩu ếch mang cây khổng lồ đó. Không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nguyên liệu và ếch. Nếu các bạn mà thấy clip này coi như hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like và chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Đây là 5kg ếch mà anh mình đã mua. Bây giờ anh mình sẽ đổ ra cho các bạn xem để cho các bạn tin đây là 5kg các bạn ạ. Rất là nhiều luôn. Mà toàn ếch to các bạn ạ. Nhiều vãi cả trướng luôn đấy. Đấy các bạn ạ, rất nhiều ếch luôn. Đây, to này. Bạn đổ hết ra chưa? Cho nó ra đi, đây các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ đi làm thịt. Ôi cẩn thận, thế nó kêu nó ra mất. Bây giờ anh em mình sẽ đi làm thịt chỗ ếch này và anh em mình tẩm ướp gia vị để chuẩn bị cho vào để nấu lẩu các bạn nha. Rất là nhiều luôn các bạn ạ. Bạn bắt từng con vào đi. Anh em bắt vào đi, hỗ trợ một tay bắt vào, con nó nhảy ra mất. Bắt vào đi. Nó nhảy tuế lê rồi các bạn ạ. Cẩn thận, đừng để nó thoát con nào đấy, mất tiếc lắm. Anh Tiến. Về anh em đang bắt lại số ếch này để chuẩn bị làm thịt các bạn ạ. Đây là đã bắt xong rồi. Đây là những loại rau củ và nguyên liệu để anh em mình có thể làm được lồi lẩu ếch măng cay đó các bạn ạ. Mấy anh em giới thiệu các bạn biết không? Đây là tía tô. Tía tô này. Hành đến 2 cân hành. Ừ, nhiều hành quá đúng không? Mua nhiều hành quá. Đây là mùi tàu. Mùi tàu này. Rau muống này. Lá lốt này. Ếch thì chắc là không thể thiếu lá lốt rồi. Đúng rồi. Măng cổ này. Thơm đi. Thơm đi. Xương ống này. Xương khủng long nha các bạn. Đây là xương khủng long. Sa tế. Sa tế. Đúng rồi, anh đang định cho vào hết vào để làm siêu cay. Xả này. Chanh này, cực kỳ nhiều chanh, siêu chua luôn. Cho hết thì đã, cho hết vào. Cho hết vào cái lồi lẩu đó luôn để làm siêu cay các bạn ạ. Bột nghệ. Măng lá. Bán đậu. Đó các bạn ạ. Thì đây là toàn bộ số nguyên liệu và rau củ để như mình có thể nấu được lồi lẩu ếch măng cay đó. Thì kia hai anh em đang thịt ếch đây rồi. Thì Tiến với cả Cường sẽ đi ngắt rau rồi thái đậu các thứ luôn. Anh em mình đã thịt ếch xong rồi. Đây là những cái da của con ếch các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ phải bóp muối thật nhiều, thật kỹ để tí anh em mình có thể thưởng thức được cái món da ếch này. Ăn nó kiểu giòn giòn, dai dai, rất là ngon luôn. Đấy anh em đang chuẩn bị nguyên liệu, đang mỗi người một chân một tay để ngắt rau rồi xé măng. Đây các bạn ạ, đây là số ếch mà anh em mình đã thịt xong rồi. Một lát nữa sau khi mà làm xong nguyên liệu thì anh em mình sẽ đem đi để ướp luôn. Ướp rồi anh em mình đem đi chiên qua. Chiên qua thì mới có thể vàng ếch lên, rồi anh em mình mới có thể làm được cái lồi lẩu đó. Bạn bóp kỹ vào một tí ăn, tôi sợ nó bắn đấy. Nó ra ngoài ấy. Nếu mà nó mà không bắn thì tôi đẻ cả con thì tôi ăn rồi. Đẻ cả da luôn, hiểu không? Thả sống vào ăn luôn. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu tiến hành ướp ếch các bạn ạ. Đây anh em mình thái xả sẵn ở đây rồi. Bạn cho muối, có cần cho muối sẵn hay đổ ếch vào đi. Anh em mình cho ếch vào. Rất nhiều ếch luôn. Bột nghệ. Hôm nay anh em mình phải dùng bao tay để không bị tránh vàng tay. Ôi bạn ơi, vừa thôi. Vừa bột nghệ thôi, cho nhiều quá làm gì. Cho muối vào. Đấy, xong bạn bóp đi, anh em mình ngâm khoảng độ lửa tiếng rồi anh mình đi nấu nước dùng, rồi chuẩn bị rất nhiều thứ nữa. Bạn đảo bóp lên. Bao tay xịn hết. Thơm đấy nhỉ? Sao đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Anh em vẫn còn đang làm rất nhiều đồ nữa, đang cắt váng đậu rồi thái măng này. Bên này Khoa thì đang cắt một túi ớt vừa nãy ra các bạn ạ. Cho vào siêu cay luôn. Đấy, vậy là ếch đã chuyển sang màu vàng nghệ rồi các bạn ạ. Bạn cái gì này? Ủa, các bạn là gì này? Anh mình sau khi mà cho nghệ với muối đưa vào là bây giờ ếch nó kiểu như đang nhảy này. Các cái cơ của nó vẫn đang giật kìa. Ủa, lạ thật đấy. Ếch giật. Có món trâu giật. Liệu mặn không bạn? Món ếch giật. Anh em mình đã bắt đầu đang linh lồi nước dùng 100 rồi các bạn ạ. Ở bên trong đang để là
xương chóng này, xương chóng để cho ngọt nước. Còn bên này đang là một cái chảo dầu để một lát nữa chiên qua cái ếch anh em mình đã ướp này đi. Đấy, chiên qua là anh em mình sẽ một lát nữa nó sẽ là thành phẩm ếch đã được chín rồi, chỉ mang vào đút vào nồi nấu và anh em mình thưởng thức thôi. Thôi bạn đậy lại để cho cái nồi xương này nó sủi đi. Vậy là nồi nước dùng của anh em mình đã sủi rồi các bạn ạ, sủi được một lúc rồi. Bây giờ anh em mình sẽ cho những nguyên liệu cay vào, gồm 4 lọ sa tế này, 3 gói lẩu thái này, rồi măng này, lấm hương, còn đây là một giỏ ớt rất là nhiều luôn. Ta bỏ ra đi, mở ra. Wow, đã kiếm đồ hết sa tế vào. Ui, một quá. Thiếu cho luôn, đổ luôn cả cái giỏ ướt này vào. Wow, các bạn ạ, đây là hôm nay mình làm cực cay luôn đấy, không phải là măng cay không đâu mà măng siêu cay đấy. Em cứ cho luôn cái vào luôn đi. Đó làm luôn là cái chắc rồi. Cho vào. Wow, chỉ mới cho thế mà đỏ hết cả lòi luôn rồi các bạn ạ. Đợi nó sủi thì mình sẽ cho thêm một số nguyên liệu chính nữa là mình sẽ thưởng thức được lòi lẩu ếch măng cay này thôi. Em lấy cái môi đảo lên luôn tiện. Hết chưa? Còn một gói lẩu thái nữa. Đây cái môi đằng sau em lấy đảo lên luôn. Đảo trộn nó lên để cho đào lên để cho nó đợi nó sủi thôi. Nhìn tuyệt vời nhá. Toàn ớt là ớt luôn các bạn ạ. Thế này thì cực kỳ cay, mắc cay, siêu cay. Sủi rất là mạnh rồi các bạn ạ. Thì bây giờ anh em mình sẽ cho ếch và giá ếch vào. Đây là thành quả ếch và giá ếch sau khi mình đã chiên, còn đổ hết vào luôn. Và hơi khói các bạn ạ. Rồi, tiến đảo lên luôn. Đây là để đợi sủi thêm một tí nữa thôi. Bạn Khoa đang cầm giỏ rau để chuẩn bị sẵn để anh em mình sẽ đổ luôn vào đây, là sẽ đánh chén luôn cái nồi lẩu ếch măng cay này các bạn ạ. Thèm chứ? Tôi cũng đang thấy thèm đấy, hôm nay trời cũng hơi se se lạnh. Tuyệt vời luôn đấy các bạn ạ. Đây là váng đậu của anh em mình sau khi đã chiên xong rồi. Nhiều quá không? Nhiều quá thì cho trước một lứa thôi. Lấy cái dình dình luôn nhé. Thằng Tiến nó đang định lấy que tre kia để nó khuấy các bạn ạ. Quên tay. Em gì mà đúng không? Cái này tí nó mềm ra mà đảo đi, em đảo khuấy lên luôn. Đúng rồi đấy. Ui dồi. Xương khủng lo. Bây giờ anh mình sẽ cho rau vào các bạn ạ. Cho rau vào đi. Bạn cho rau vào. Ui dồi, rau là lốt sự tuế lệ luôn các bạn ạ. Gọi là đầy một lòi đầy luôn rồi. Bạn ơi, đúng một cảm động. Sao ạ? Không, anh mình ăn thì không được, bạn đừng so sánh kiểu ấy. Đấy, bây giờ khuấy dìm nó lên. Đúng ngon. Tí ăn còn ngon nữa bạn ạ. Tuyệt vời luôn đấy. Ê bạn ơi. Thôi. Ê sao bạn này đi cầm cái gậy. Quên tay đồ gà. Bỏ đi. Đây, anh dùng cái này thôi. Phải lên. Bây giờ anh mình sẽ bắt đầu thưởng thức gọi là lẩu ếch măng cay khổng lồ các bạn ạ. Đây vẫn còn đang sủi sủi, đang rất là nóng, đang bốc hơi này. Hai thằng kia thì bởi vì không có bát to nên là một thằng phải lấy chậu, một thằng lấy bát cực to các bạn ạ, siêu cực đại. Đấy, bây giờ anh mình sẽ thưởng thức luôn thôi. Nào thưởng thức đi. Các bạn nha. Ủa, to quá, rồi lại ăn đến sáng ngày mai mới hết rồi. Mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn nha. Tiến đưa thau lên anh lấy cho các bạn đi. Đấy, bạn định lấy cho gì đây? Sương. Úi giời ơi, cẩn thận. Sương khủng lóc nha. Chơi luôn. Mắc to. Đấy, cái này cũng được. Để quá. Anh cắp hết rồi. Em chơi thuốc. Dâng lên. Ui giời. Rồi. Đấy, tiến một mình gặm cái xương chóng đó các bạn ạ. Siêu cay luôn đấy, cực kỳ cay luôn đấy. Thôi, em nó lặng, em nó không cầm được. Bạn Lâm thử tí nào chưa, xem cay không? Toàn măng các bạn ạ, ở dưới rất là nhiều luôn đấy. Anh mình đổ bao nhiêu măng rồi ớt, sa tế những thứ rất là cay luôn. Cay quá, trông cay. Nóng, vẫn đang nóng nữa. Bóng nước. Ăn xương cầm này khó chịu quá. Em để ở dưới ơi. Cầm mẹ cầm này. Ngon quá. Này đúng kiểu ấy. Hôm nay chỉ có hai thanh niên uống bia thôi các bạn ạ, Khoa và Cường thôi.
Còn anh em mình tất cả sẽ dùng nước ngọt thôi. Sự là nhìn cái lồi lấu này rất là nhiều luôn các bạn ạ. Ở bên dưới đây khuấy đảo lên rất là nhiều luôn. Ếch đây bên dưới mình cho 5kg ếch như mới đầu mình đã giới thiệu ấy. 5kg ếch đang ở bên dưới này. Rồi măng miếc gọi là thập cẩm các thứ ở trong cái lồi lấu này luôn. Nhiều lồ quá. Thế là xương ngon không em? Xương khủng long lại không ngon. Cay các bạn. Cay nó nóng quá. Tôi xin các bạn nha, cởi áo quay. Sáng là lạnh mà về ăn vào nóng quá. Bởi vì chỗ anh em mình đã ăn kiểu hơi xe xe lạnh các bạn ạ. Buổi sáng với buổi tối thì xe xe lạnh, còn buổi trưa chiều là bắt đầu nóng. Cảm giác mà xe xe lạnh mà ăn cái lồi lấu này tuyệt vời các bạn ạ. Thì nó vào lạnh đấy bạn ạ, nhưng mà ăn nóng quá. Mà bạn ạ. Nhiều ớt quá cay. Anh em cho cả rổ ớt cơ. Còn cay hơn cả lần trước ăn nồi mì. Siêu cay. Không phải tại tôi cắt ra nhiều quá. Thế có thấy tí xương đó có thấy chỗ nào ngọt không? Có. Xương này xương gì ấy? Hả? Xương này xương gì ấy? Xương khủng long. Hiếu thấy thấy như là chất không? Ngon ngon ạ, ngon nhưng mà cay quá. Cay môi rồi. Cay thật. Thật sự là quá cay luôn. Nhưng mà vẫn thấy ngon. Hết mấy cái xương. Trông ghê lắm. Bên trong thấy còn nhiều xương ghê đấy. Đầu tiên ăn 5-6 cục xương bên trong ạ. Khủng như này. Ui. Người cả đũa nóng quá. Bây giờ thì mình sẽ vào thưởng thức ngay cái lồi ếch măng cay khổng lồ này con ạ. Nhìn anh em nó ăn này. Ở đây. Bật nước ra chống hãm, tự như mày nó cay quá là mình phải sốc nước luôn. Úi giời. Ui. Cay quá nhưng mà ngon mà. Ui. Nhiều thịt ếch quá. Cay quá nhưng mà ngon. Ếch này trong mà 5 cân cơ mà. Đấy. Anh mình ăn hết làm sao được. Tôi đang tưởng tượng anh em mình mời tất cả các bạn nhá. Ăn xương tiến. Bạn tưởng tượng gì? Tưởng tượng là anh em mình là một đàn lợn đang vây quanh cái máng. Thầy ngon quá. Xịt xoạt rồi quá. Vẫn muốn ăn. Thì kiểu này tuyệt các bạn ạ. Ngon. Thực sự là ngon. Anh em mình ăn gần hết nửa lồi rồi. Cái quá. Anh em mình mà ăn hết cái nồi này thành tích luôn đấy. Cố gắng ăn hết nha. Thôi thì không ăn hết được nước thì mình ăn hết cái. Cay các bạn ạ, thực sự rất là cay luôn. Thơm đấy nhỉ. Nghĩ là hai cái xương rồi. Thôi em ăn lấy gì còn nhiều ếch mà. Cay quá. Anh ơi, ớt của anh này. Cay lắm rồi. Em bón ớt đi anh. Cay lắm. Mình đuổi ếch kiểu phê không các bạn? Quá ngon. Cái đùi của nó to, cực kỳ to luôn. Cả nhìn cả con ếch này. Quá to luôn, cực kỳ to. Anh mình là cho cả con ếch chưa nhưng mình không chặt ra. Nguyên một con luôn. Chỉ bỏ mỗi cái đầu và bốn cái bàn chân tay của nó thôi con ạ. Cay. Ui, cay quá. Ếch tại vì chuyên qua nên là ăn nó rắn. Ngấm cay và ngấm nhiều ớt quá ăn phê lói luôn. Phê lói quá. Nhai không mồm đẩy mồm ạ. Lồi này mà kiểu cực kỳ rét ấy. Khi nào mà trời mà kiểu sang mùa đông mà ăn cái lồi này tuyệt vời luôn đấy. Ok, sang mùa đông anh em mình sẽ làm nồi to hơn, cay hơn. Ăn nó tê luôn. Ủa. Tôi uống 2 bát nước rồi, mãi không thấy chán. Cây vẫn thèm ăn. Hay lần sau anh em mình làm nồi lẩu chuột. ra đồng bắt chuột về làm một nồi lẩu chuột luôn. Chắc là chưa ai ăn lẩu chuột rồi. Ngon lắm. Ngon đi. Ngon. Cho vào đổi cục khác. Ui. Ê. Định đổi cục nào? Đổi cục xương khác để ăn. Lắp luôn. Thì lấy cục đi. Nó sao không được đổi kiểu ý á. Ok nào lấy cục này đi.
Ủa. Với các bạn ạ, bây giờ Tiến nó gặm hết một cục xương rồi, bây giờ nó cho một cục xương khác vào để gọi là đói con ạ. Cho ngọt, ngọt nước. Mình nhìn anh ăn xương rồi để dưới này này. Rất nhiều ếch luôn các bạn ạ, mắc nhiều ếch. Tuyệt vời. Đẹp quá. Các bạn ơi. Wow. Vào đây chạy. Lòng. Đẹp quá. Lòng ếch khổng lồ. Đẹp quá. Ôi, làm tí lừa bia đây. Ếch, ếch, ếch khổng lồ quá. Bạn ơi, hàng tí rồi cây. Đẹp quá. Toàn ớt này. Ớt toàn ớt này. Cho nhiều ớt quá anh, mình cho nhiều ớt. Siêu cay. Cay này không đắng. Ôi ớt cay quá. Ok các bạn ạ, như các bạn đã nhìn thấy ấy, lúc mà anh mình mới ăn ấy, thì lồi lấu còn rất là nhiều, nhưng mà ăn vãn cũng khá là nhiều luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ không muốn làm mất thêm thời gian của các bạn nữa, thì mình sẽ hỏi mấy anh em đây sau khi mà thưởng thức cái món gọi là lẩu ếch măng cay này thì cảm thấy như nào các bạn ạ? Bạn Lâm trước đi, tôi thấy bạn mất cả mồ hôi rồi. Ăn ngon quá các bạn, nóng, thời tiết hơi mà lạnh lạnh, ăn này ấm người quá, ngon quá. Chắc đây là lần đầu tiên tôi ăn lẩu ếch chắc ngon như này. Tuyệt vời rồi, tốt nhất tuyệt vời. Bỏ qua đi. Tôi thì thật sự là rất là cay, nhưng mà hôm nay cái này thì cay quá. Ngon, không tả đâu được nữa. Ăn cái đùi ếch cái lồi đang đỏ hỏn. Ăn cái đùi ếch nó to, cắn ngập nhai xuống hết mồm. Quá ngon. Còn con. Cay quá các bạn. Lần đầu tiên tôi ăn cái lồi lẩu ếch khổng lồ mà to như này. Mà cần có xương khủng long ở bên trong chứ. Ăn vừa ngọt vừa cay. Ăn xương thì chắc là Tiến gặm xương thì chắc là phê loài luôn rồi. Mình rất là thèm nhưng mà hết luôn rồi các bạn. Tiến nó gặm hết mất xương rồi. Anh vẫn còn 2-3 cục với tao. Làm Tiến cho các bạn biết cảm giác đi. Lần đầu tiên rồi em được ăn lùi lẩu ếch mà nó vừa cay còn vừa ngon thế này. Khủng luôn đấy. Khủng luôn. Thì khi ăn xương thì xương rất là ngon. Cho người bát em còn mấy cục nữa cho em đổi nữa nhỉ. Thôi 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 thôi. Làm hiếu nào. Đây là lần đầu tiên nên cái lồi lẩu to như này, cay như thế này. Nồi lẩu lố xong 100 mình thấy rất cay nhưng mà ngon, quá ngon luôn. Ok các bạn ạ, như các bạn đã thấy thì mình xịt soạt rất là nhiều. Và mình có một lời khuyên cho các bạn là các bạn không nên làm theo anh em mình là cho rất nhiều ớt vào. Nếu mà các bạn lấu ra lồi 100 thì ok, nhưng cho nhiều ớt thì không nên. Ăn ít ớt thì các cụ bảo là ăn ít ớt bỏ mắt, nhưng mà ăn nhiều ớt sẽ ục dạ dày. Ok, và mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.